Alo, thư ký Ngô. Được. Được, tạm biệt. Bị đánh một mà ngẩn người vậy sao? Không, không có gì. Anh vừa nhận một cuộc gọi. Em mua đồ ăn sáng rồi nè, ra ăn đi. Được. Hay thật đó. Hơn 350 sợi. Anh vất vả quá rồi. Nè, nếu như cứ rụng như vậy hoài, sớm muộn cũng sẽ bị hối đầu cho mà coi. Đúng vậy. Nói thật là đầu tóc của tôi, tóc mỏng lại còn lưa thưa nữa. Thấy nhiều mà, tôi thấy tóc cũng nhiều mà. Dù nhiều tới đâu, cũng không chịu nổi một ngày rụng hơn 300 cọng kiểu đó đâu. Chẳng qua là chuyện tình cảm có vấn đề thôi mà. Làm gì mà áp lực dữ vậy hả? Tôi cũng không muốn áp lực. Nhưng mà không thoát được thì phải làm sao đây? Cứ dồn dồn nén nén rồi gặp ác mộng, cứ dồn dồn nén nén rồi mất ngủ nữa. Bây giờ thì hay rồi. Nhìn đi, tóc rụng nhiều đến nỗi thấy thương luôn. Thiệt là tuyệt vọng quá. Không phải anh nói sự trải nghiệm như một trò chơi hay sao? Phải thoải mái sao? Anh cứ coi như trò chơi chơi vài lần đi. Trò chơi? Anh thấy trò chơi này vui lắm hay sao hả? Thoải mái sao? Hai lần tôi đã trải qua được thứ gọi là tình yêu. Đúng là quá tàn nhẫn. Mạnh nó cũng quá mạnh mẽ, giả cũng quá giả dối. Nếu anh giả bộ tốt với tôi thì tôi cũng phải giả bộ một chút chứ. Giả lâu lâu một chút, giả cho tình cảm một đừng chút. Đừng buồn, thôi đừng buồn nữa mà, được rồi. Tôi đề nghị chúng ta phải nhanh chóng triệu tập cuộc họp bộ ba thái sinh, tập trung thảo luận về chuyện anh rụng tóc, từ đó dẫn đến hàng loạt các hệ lụy khác. Tôi vừa từ bệnh viện trở về, bác sĩ đã nói đây là vấn đề tâm lý, áp lực quá lớn, một thời gian dài không vui, rụng tóc là do căng thẳng. Hôm nay chúng tôi tới đây là muốn giúp cho anh giải quyết những chướng ngại về tâm lý. Anh nói một câu đơn giản dễ hiểu nhất đi, chữ càng ít càng tốt, nói rõ một chút. Chướng ngại tâm lý của anh ở đâu hả? Chuyện yêu đương. Chuyện yêu đương à? À, tôi hiểu rồi. Anh muốn yêu đương nhưng mà yêu đương không thành, bị chuyện yêu đương làm cho tổn thương, cho nên bắt đầu bị rụng tóc. Thứ quan hệ nhân quả này của anh quá là hoang đường và thê thảm đó. Tôi cũng cảm thấy quá thê thảm. Thê thảm đến tột cùng. Thầy Lam cũng đã nói với tôi là anh ta đang muốn có một chuyện yêu đương giả, một tình yêu đơn giản thuần khiết, cho dù người phụ nữ đó giả vờ tốt với anh. Anh Lam à, anh đúng là quá thê thảm rồi đó. Dày dò khiến anh không được bình thường nha. Yêu cầu về tình yêu thì ngày càng thấp luôn đó. Giả vờ yêu cũng được luôn. Lam thì ngu, anh không thể chỉ chịu một vài cú sốc thì tim nguội lạnh, mặc cảm tự ti được. Cái gì mà giả vờ tốt với anh? Nếu đã yêu thì phải yêu thật sự chứ. Phải yêu nồng nhiệt cháy bỏng, long trời lỡ đất. Không, yêu cầu của tôi bây giờ không có cao như vậy đâu. Đương nhiên rồi, không thể vi phạm pháp luật. Tôi muốn tìm một người, cho dù cô giả vờ tốt cũng được, cho dù tôi giả vờ tin tưởng cổ, cho tôi mê đắm trong tình yêu. Có lẽ nó có thể xua tan bóng tối trong tôi. Có lẽ sẽ giúp tôi cảm thấy bình tâm khi đứng trước mặt vợ cũ tôi. Nghe anh nói như vậy tôi cũng hiểu được một chút rồi. Bệnh về thần kinh thì cần phải điều trị. Cũng có nghĩa là cho dù đó là một quá trình giả tạo, chỉ muốn đơn giản là cảm nhận điều tuyệt vời trong đó như ấm áp, dịu dàng, chở che, tâm lý sẽ bình ổn lại. Chướng ngại trong tâm lý sẽ được khắc phục. Có lẽ tóc của anh sẽ không rụng nữa. Đúng. Đúng vậy. Câu nói kết rất là đúng. Được đó. Dù gì bây giờ tôi cũng đã ly hôn rồi, nên tôi có quyền tự do yêu đương. Tại sao tôi không yêu chứ?
còn đỡ hơn là đói một mình. Đói tới nỗi cái bụng xẹp lép luôn, làm một bàn thức ăn ngon bày ra trước mặt anh, nhưng mà lại không cho anh ăn, chỉ cho anh ngửi thôi. Như vậy thì quá tàn nhẫn rồi. Bây giờ anh ta đang cần có một người có thể sẵn sàng giơ tay ra trực tiếp đút vào miệng anh ta cái bánh mùi thơm phưng phức và nóng hôi hổi. Cụ thể là cái bánh gì chúng ta có thể bàn lại. Tôi hiểu rồi. Đói gì cũng ăn, sợ đi lung tung. Giang Tử Mỹ, nếu cô vẫn nói chuyện bằng cái kiểu móc họng như vậy, tôi mời cô nhanh chóng rời khỏi buổi họp hôm nay đi. Được, tôi đi ngay. Xem như là anh đuổi tôi ha. Người đâm chọt cuối cùng đã đi rồi. Anh hãy nói ra những chủng loại mà anh thích, chúng tôi mới có thể giúp anh tìm được mà. Đó là mướp, dưa nhật, bí đỏ, bí đao, bí zucchini có được không? Là trái chanh hay là cà chua, cụ thể một chút đi. Yêu cầu sao? Không quá nhỏ, trên 27, 28 tuổi là được rồi. 27, 28 tuổi không nhỏ hay sao hả? Chỉ là tôi không muốn người khác cho rằng tôi trâu già khoái gặm cỏ non sẽ khiến cho tôi không được tự tin. Về ngoại hình, đừng có khó coi quá. Ngũ quan hài hòa, sáng sủa một chút là được rồi. Ở bên nhau cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Tốt nhất là không có con. Cái gì mà tốt nhất là không có con? Mà phải là không có con. Chính xác. Về kinh tế, về thu nhập, về gia đình, còn có yêu cầu gì đặc biệt không? Không có. Không nhà, không xe, đều được hết. Không tiền tiết kiệm cũng được luôn, chỉ cần là người tốt. Ê, nè anh Lam, nãy giờ ngồi nghe anh mô tả, sao giống Âu Hiểu Âu quá vậy chứ? Thiệt, đừng có nói bậy bạ mà. Ơi, Hiểu Âu, điều mà anh Bạch vừa mới nói, đừng có để bụng nghe chưa? Anh im lặng đã. Những điều lúc nãy mà anh vừa nói, Âu Hiểu Âu, cô ấy đều hợp hết. Chỉ có một điểm, chính là anh nói đừng có khó coi quá. Hiểu Âu của chúng ta xinh đẹp rạng ngời luôn mà. Đúng vậy, đương nhiên rồi, người ta đúng là xinh đẹp rạng ngời đó. Chuyện này khỏi phải nói tới rồi. Được rồi. Cái gì, cái gì, cái gì được rồi hả? Tôi sẽ yêu đương với anh, trị bệnh cho anh. Cô đừng có phá tôi có được hay không hả? Tôi không có. Vậy đi, giải tán đi ha. Tôi đói rồi, tôi đi gặp Tiểu Mỹ gọi mì ăn đây ha. Nói tiếp đi, nói tiếp đi. Nè. Hiểu Âu à, cô nói thật không vậy hả? Nè, theo hai anh thì cô Hiểu Âu này chắc chắn đã nói chơi có phải không? Tôi hỏi Hiểu Âu rồi, không có nói chơi. Tôi cũng đã hỏi Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ nói tính tình của Hiểu Âu rất cởi mở, là người rộng rãi nữa, không có xét nét, tính tình lương thiện, nên đồng ý giúp anh đó. Nè, nè, tỉnh lại đi. Làm gì vậy? Mặt mày rạng rỡ, có phải là hạnh phúc đến bất ngờ nên ngẩn người ra hay không vậy hả? Nè, Bạch Chí Dũng mù rồi hay sao hả? Vậy là mặt mày rạng rỡ hay sao hả? Rõ ràng là biểu hiện của sự suy tư đó. Trước giờ chưa từng nhìn thấy anh mau chóng gọn lẹ dứt khoát như vậy đó. Nhanh vậy đã bắt đầu suy nghĩ hành động yêu đương tiếp theo với Hiểu Âu rồi sao? Miễn đi. Điều tôi đang suy nghĩ, cô Hiểu Âu đó cuối cùng là có ý gì? Cô gái này kỳ lạ quá. Tuổi đời vẫn còn trẻ, 28 tuổi đời, thanh xuân phơi phới, tràn đầy sức sống, năng động cởi mở. Về ngoại hình, tuy không phải là khuynh nước khuynh thành, sắc nước hương trời, nhưng sắc đẹp cũng dạng coi được, cũng có sức hút mà. Thôi, tôi biết anh giỏi mô tả, đừng lan man nữa, vào điểm chính luôn đi. Điểm chính đó là một cô gái trẻ trung xinh đẹp kiểu như vậy, suốt ngày tụ tập với những người đàn ông trung niên như chúng ta đi. Vấn đề là cổ vẫn chưa có bạn trai hả? Nhưng rất mạnh dạn, nói không chớp mắt, muốn yêu đương với tôi. Không biết là có âm mưu gì định bẫy tôi hay không, cũng có thể là trò đùa. Sau khi giúp tôi phấn chấn trở lại, cô ấy sẽ đứng một bên, giả vờ an ủi dỗ dành tôi. Thực tế là cô ấy sẽ thỏa mãn khoái chí khi nhìn thấy tôi đau khổ. Anh nghĩ nhiều rồi.
Bởi vì Hiểu Âu là một cô gái rất hiền lành, thấy anh ly hôn, đau khổ, chán nản, ngày nào tinh thần cũng hoảng loạn, suy nghĩ lung tung, nghĩ đủ mọi cách chạy khắp nơi tìm bạn gái mới, sắp biến thái luôn rồi. Cho nên mới nghĩ ra cách này giúp anh giải tỏa thôi. Đây cũng xem như là làm việc thiện. Nói một cách dễ hiểu là từ thiện tình cảm. Biến thái hồi nào chứ? Hả? Còn nữa, từ thiện tình cảm là sao đây hả? Theo như hai người nói, tôi giống như là ông già lụm khụm được học sinh tiểu học nhắc qua đường. Tôi có thê thảm vậy hay không? Muốn có bạn gái tới điên, si tình hả? Không được, không được, không được. Tuyệt đối không được. Thành phần kém hiểu biết giống như anh, đáng ghét là đáng ghét chỗ này nè. Suốt ngày anh vác cái gánh nặng đó trên lưng, anh còn thu một ông già nữa. Người già người ta còn hăng hái ra quảng trường, ra công viên, tụ tập lại, hát tốp ca. Anh nghĩ nhiều như vậy để làm gì hả? Anh muốn tìm bạn gái với mục đích gì hả? Vì muốn cảm nhận cảm giác ấm áp và che chở trong tình yêu có phải vậy không? Hiểu Âu có phải là phụ nữ không? Phải. Già cổ có đem lại sự ấm áp hay không? Có đó. Vẫn chưa bắt đầu thì đã sợ trước sợ sau rồi. Anh không thể vì điều kiện của người ta quá tốt, điều kiện của anh quá tệ thì anh nghi ngờ thành ý của người ta. Có đúng không? Đúng vậy. Thật tình, chúng tôi không biết là cô đã nói thật lòng hay là nói chơi thôi. Cuối cùng đó là thật hay giả vậy? Được, tôi sẽ cố gắng nghiêm túc hơn. Có gì mà nghiêm túc hơn vậy hả? Hiểu Âu đồng ý yêu đương với anh Lam. Tiểu Mỹ, nói đi, theo cô chuyện này là thật hay giả vậy? Hiểu Âu là cô bạn tốt nhất của tôi. Tôi hiểu cô ấy. Cô ấy nói thật lòng đó. Tại sao vậy? Tôi vẫn muốn hỏi là tại sao. Thương xót tôi, tội nghiệp tôi hả? Nè, tôi... Loại yêu đương như vậy tôi không có cần đâu. Giống như là tôi đi xin xỏ như vậy đó. Anh Lam à, cho anh lại mất tự tin như vậy chứ. Anh là người chân thành tỉ mỉ, lương thiện tốt bụng, thỉnh thoảng thì cũng có chút hài hước. Tuy là chiều cao hơi thấp một chút, nhưng mà tính tình thì ôn hòa. Với phụ nữ mà nói, anh cũng có sức hấp dẫn nhất định đó. Đừng, 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 đừng. Xin cô đừng có nói như vậy, tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Tôi thừa nhận, tôi nghĩ như vậy là vì tôi cũng có phần muốn giúp cho anh. Giúp anh vượt qua u uất, đi qua vùng đất đen tối sau khi ly hôn. Nhưng mà tội nghiệp anh tuyệt đối không có. Tôi nói lời này có trời đất làm chứng. Thật đó. Vô cùng bất ngờ sao? Chuyện này hoàn toàn là sự thật, đúng vậy không? Thầy Lam đồng ý thì đó là sự thật. Thật ra một người phụ nữ như tôi không có tài sản gì. Mọi người luôn nói tôi là một luồng ánh sáng chói lóa. Tôi biết rõ mọi người nói như vậy cũng là do phép lịch sự thôi. Với lại cũng lâu rồi tôi không có yêu đương với ai. Nên thầy Lam à, nếu như anh đồng ý cho tôi cơ hội này thì tôi cảm ơn anh. Nhưng mà tuổi tác của tôi... Tuổi tác? Tuổi tác có là gì? Lớn hơn mười mấy tuổi quá hợp rồi còn gì. Nam lớn tuổi sẽ thương người yêu hơn, còn nữ nhỏ tuổi hơn thì sẽ làm đúng quá hợp rồi. Chính xác. Nếu thầy Lam vẫn không đồng ý với cách này thì cứ coi nó là trò đùa đi. Đúng. Tỏ thái độ đi. Không nói gì có nghĩa là thừa nhận. Được rồi, tôi đồng ý. Được. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Ngày đẹp nhất chính là ngày hôm nay đó. Chúng ta phải cùng nhau chúc mừng ngày hôm nay. Tiểu Mỹ, lên rượu. Tôi đi. Ừ, ha. Được.